Hôm nay có chị Như là mẹ của xin mời đứng lên đi, còn mình đứng lên đi để tao biết mặt. Chị quê Đồng Nai phải không? Dạ. Còn con ở trong vô hè. Tôi biết cháu là khi tôi huấn luyện ở tại trung tâm của sư Trung á, rồi có cầu nguyện cho cháu. Và hôm nay á, là cháu có giới thiệu để mẹ cùng xuống luôn để cầu nguyện thêm. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngày ban phước cho gia đình mình nha. Rồi, rồi. Còn anh là chở chị đi ha. Anh tên gì? Anh đang sinh hoạt tại Sài Gòn á. Dạ, cảm ơn Chúa. Bởi vì nhìn thấy anh hát giống như chúng tôi thôi. Dạ, cảm ơn Chúa. Tại vì thấy những bài hát có thể anh biết nhiều. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, xin mời anh. Dạ. Cảm ơn Chúa vì ơn lành ngày ban chúng ta. Cảm ơn Chúa ngày cho chúng tôi có cơ hội huấn luyện ở tại Cà Mau trong mấy ngày qua. Chúa cho cũng được phước trước mặt Chúa. Anh chị em cố gắng mà quản lý các cháu nha. Tại vì các cháu mà nó có khóc á thì mình có thể mình bồng mình đi chút xíu ngoài cho nó nhẹ nhàng, nó không có quậy, rồi sau đó mình bồng vô không sao. Hôm nay là bị ảnh hưởng về vấn đề điện thôi. Tại vì ở bên công ty điện lực có thông báo là chúng ta sẽ cúp một ngày rồi, là chắc có thể bị ảnh hưởng đường dây. Do đó thì anh em chúng ta cố gắng chúng ta yên lặng. Khi học lời Chúa chúng ta đừng nói chuyện riêng. Chúng ta sẽ tập trung để cùng học lời Chúa với nhau. Cảm ơn Chúa là trong những ngày vừa qua và thánh chúng ta có làm một vài điều. Thứ nhất là chúng ta có lót cái đền gạch ở phía trước. Số tiền kêu gọi á, thì cảm ơn Chúa là Chúa cho dư được 1,000,000 á, chứ không có thiếu. Rồi sau đó thì chúng tôi cái số tiền dư đó chúng tôi làm thêm 8 cái món hàng nữa để trang bị cái sân khấu. Mai mốt tôi tổ chức lễ thì chúng ta không cần phải bắt thêm tiền ngoài. Cảm ơn Chúa, một anh em con cái của Chúa đó dâng tiền để mua cái trống, nhưng mà cái trống mà nó tốt đó, tới 30,000,000 lận, còn tốt hơn nữa là tới 20,000,000. Nhưng đó vì có số tiền chúng ta một anh em dâng là 12,000,000, nhưng mà ngày hôm qua tôi mua cái trống cái thùng không á là 10,000,000 rồi, cái thùng không không có chân không có chân á, đó là mà trống là trống có nửa sạc thôi đó anh em. Sống nửa chạc có nghĩa là chống thường, mà chống gọi là chống mà người ta cũng đã sử dụng rồi. Rồi mua cái chặt chỏ với cái bộ chân này kia hết 6,000,000 nữa, thì tổng cộng được 16,000,000. Ôi cảm ơn Chúa, chúng ta cũng có cái vàng chống, nhưng mà cái khổ cái là chưa ai biết đánh đốc, biết đánh vậy đó. Mua trước đánh sau. Chúng khích lệ anh chị em chúng ta có thể có những anh chị em đó chúng ta đi học để chúng ta sử dụng để hội thánh của Chúa không có thiếu bất cứ một cái nhạc cụ nào. Chúng ta hãy dành cho Chúa những điều tốt nhất. Chúng ta cũng bắt đầu vào trong cái tinh thần đã chuẩn bị cái ngày Chúa Giáng sinh. Và nói tới ngày Chúa Giáng sinh đó, là ngày mà con cái của Chúa khắp nơi rất là vui mừng và nô nức. Và chúng ta cũng tận dụng cái mùa Giáng sinh này để chúng ta nói về Chúa Giêsu. Và tôi và anh chị em cũng vậy, tất cả chúng ta khi vào bước trong những cái vào những ngày lễ này á, thì cái tinh thần hầu việc Chúa của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, sắc quyết hơn, rồi là thậm chí là nó cực hơn đó anh chị em. Chính chỗ đó tôi và anh chị em cần phải nhận biết mình là một tôi tớ thật của Chúa. Nếu anh em nhận biết mình là tôi tớ thật của Chúa rồi đó, khi chúng ta hầu việc Chúa đó, chúng ta không có biếng nhác, và chúng ta không có nặng hẹ, và chúng ta cũng không có mà phân bì với ai hết. Và hết thảy chúng ta đều hầu việc Chúa với tinh thần là con cái của Chúa, là một đầy tớ của Chúa thật. Thật thì cũng có giả anh chị em. Tại vì chúng ta thấy ngày hôm nay thật giả nó lẫn lộn nhiều thứ đó. Vàng cũng có vàng giả, mục sư cũng có mục sư giả, Giê-xu cũng có Giê-xu giả, đúng không? Nhân đó, thầy tớ mà giả
giả thì nó cũng tràn lan hết. Nhân đó chúng ta sẽ cùng học lời Chúa với nhau buổi sáng hôm nay để nhận biết tôi tớ thật của Chúa như thế nào. Chúng ta sẽ cùng mở lời Chúa với nhau ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 24 và trong Sáng Thế Ký đoạn 24 từ câu 1 đến câu 28 và một cái phần đoạn Kinh Thánh toàn nền tảng nữa, đó là trong Luca đoạn 17 từ câu 7 đến câu số 10. Trước khi chúng ta đọc lời Chúa, xin quý con cái của Chúa cùng hiệp ý với tôi cầu nguyện. Thưa Cha, cảm ơn Chúa ơn lành ngày ban cho chúng con. Tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay Ngài cho chúng con có cơ hội cùng học lời Chúa với nhau. Xin Thánh Linh Chúa thần của sự khôn ngoan và thông sáng xin đến với chúng con. Thánh Linh của Ngài là thần lẽ thật, Ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài. Xin Chúa Ngài chỉ dạy chúng con lời của Chúa, hầu chúng con sống và đẹp lòng Chúa trên đất này. Những điều gì Chúa muốn chúng con tránh, xin Chúa Ngài chỉ dạy chúng con. Và những điều gì Chúa muốn chúng con làm, xin Chúa Ngài hướng dẫn để chúng con làm theo ý Chúa và đạt được sự trọn lành ở trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Xin Chúa Ngài cấp mọi sự chi phối để giờ này chúng con học lời Chúa với nhau không bị ảnh hưởng. Và xin Chúa Ngài thêm sức mới và gia tăng đức tin để hầu cho mỗi người chúng con có tấm lòng sốt sắng để phục vụ Chúa trong những ngày cuối cùng này. Không phải chúng con chỉ phục vụ Chúa trong cái ngày lễ Giáng sinh hoặc là trong các ngày lễ, nhưng chúng con dành đời sống chúng con phục vụ Chúa và chọn cuộc đời chúng con phục vụ Ngài. Con cảm ơn Cha. Chúng con dâng buổi nhóm cho Cha, chúng con hiệp ý chân thành cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Không có micro mà tôi chia sẻ, anh em nghe rõ không? Giờ anh em cố gắng nghe nha. Để nhận biết về tôi tớ Chúa thật thì chúng ta sẽ có một cái định nghĩa. Tôi tớ là gì? Chúng ta sẽ có cái câu trả lời. Cái từ tôi tớ ở đây có nghĩa là nô lệ thôi, là một cái người đi hầu việc người khác. Cái người nô lệ hay là cái người đi hầu việc người khác ở đây có thể là cái người đã từng bị bắt ở trong những cái cuộc chiến. Khi đối phương bên kia thắng trận, bên thắng trận sẽ bắt những cái người bại trận đi về nhà của mình và bắt những người đó làm nô lệ. Hoặc là một người đó có tiền đi ra ngoài chợ, đến một cái nơi nào đó họ mua một cái người khác đem về nhà của mình với một cái giá cao hay là một cái giá thỏa thuận nào đó, và khi đem về thì người đó trở thành người tôi tớ. Hoặc là khi chúng ta khó khăn nghèo khổ, chúng ta đi làm thuê cho một ai đó, mà khi chúng ta làm thuê cho người nào đó và chúng ta thấy cái gia đình đó là cái gia đình mà chúng ta có thể tin cậy hoặc là quý mến, hoặc là chúng ta sẽ nói với họ là tôi muốn làm tôi tớ gia đình của anh suốt đời, thì chúng ta người đó sẽ có một cái hợp đồng. Ở đây tôi và anh chị em trước đây á, khi Adam và Eva phạm tội, Adam và Eva và dòng dõi của Adam và Eva bị ma quỷ bắt và cai trị, khiến cho con người chúng ta làm nô lệ cho ma quỷ, và chúng ta nộp mình cho những cái công việc gian ác của chúng ta, và ma quỷ cai trị đời sống của chúng ta, và nó là một cái ông chủ gian ác, và chúng ta là một con người sống trong một cái đời sống đau khổ, bị ức hiếp. Cái cảnh nô lệ của chúng ta trước đây dành cho ma quỷ, đó là một cái cảnh thật sự đau khổ. Khi chúng ta phục vụ cho ma quỷ, phục vụ cho tiền bạc, phục vụ cho dục vọng, phục vụ cho nghiện ngập, phục vụ cho những thói hư tật xấu đó, những cái cách phục vụ như vậy, chúng ta được cái tiền thưởng cho cái sự phục vụ đó là cái gì? Đó là bệnh tật, đó là hận thù, đó là chia rẽ, đó là đau khổ, đó là sự chết đời đời.
Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu ngày đến thế gian này, ngày đến ngày tìm chúng ta, ngày mua chúng ta bằng cái giá rất là cao, không phải bằng tiền vàng, nhưng ngày mua chúng ta bằng chính mạng của Ngài. Và ngày hôm nay tôi và quý bà chị em được làm con của Chúa, và tinh thần của chúng ta là phục vụ Chúa với tinh thần của một người đầy tớ. Mình địa vị là con, nhưng hầu vị Chúa, phục vụ Chúa với tinh thần đó là một đứa con dành cho cha, như một tinh thần của một người đầy tớ dành cho người chủ. Khi chúng ta có một cái tinh thần phục vụ Chúa và Chúa là cha, là chủ đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ dâng đời sống của chúng ta cho Ngài, và cuộc đời của chúng ta không còn ở trong sự đau khổ. Kinh Thánh nói Chúa Giêsu đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Khi tôi và anh chị em nộp mình cho Chúa, hay là dâng đời sống mình cho Chúa để Chúa làm chủ đó, chúng ta không có ở trong sự đau khổ, hận thù, bệnh tật và sự chết đời đời. Không có đâu. Chúng ta sẽ có sự sống và sự sống đời đời. Chúng ta sẽ có tâm linh bình an, có một thân thể khỏe mạnh để chúng ta phục vụ Chúa. Những gì mà người chủ trước đây đó là ma quỷ nó đem cho chúng ta, thì qua Chúa Giêsu là một người chủ mới, là một người cha mới, thì chúng ta được thừa hưởng mọi sự tốt lành. Như vậy, tôi và anh chị em ngày hôm nay, chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, cho đói nghèo, cho bệnh tật, cho sự đau khổ nữa. Ngày hôm nay chúng ta được làm con của Chúa, và chúng ta được Chúa gọi chúng ta là người đầy tớ, nghe lệnh và trung tín. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 24 cho nói: môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Ở trong Luca đoạn 17 từ câu 7 đến câu số 10: ai trong các ngươi có đầy tớ đi cài hoặc đi chăn khi ở ngoài đồng về, biểu nói rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nói rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sạch. Đầy tớ vâng lệnh mà rằng, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng chúng tôi đây là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Đây là phân đoạn Kinh Thánh, lời của Chúa sẽ cho chúng ta thấy hình ảnh của một cái người đầy tớ, gọi là đầy tớ thật của anh chị em. Trong Kinh Thánh có cho chúng ta thấy một vài cái tấm gương là một cái người đầy tớ mà hầu hạ trực chỉ bên cái người chủ của mình. Ở trong Dân Số Ký đoạn 11 câu 28 thì có nói Giô-sê con trai của Nun là người hầu việc Môi-se, đáp lại rằng: hỡi Môi-se, chúa tôi hãy cấm chúng nó. Giô-sê khi đi theo Môi-se, và ông luôn đặt ông là một cái người hầu việc hay là một cái người đầy tớ cho Môi-se. Chúng ta thấy ông là một người có một đời sống vâng phục và trung tín với Môi-se. Và Chúa muốn tôi và anh chị em cũng cần phải có tấm lòng giống như vậy. Cô-lô-se đoạn 4 câu số 12 ở đây nói về Ê-phát-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, có lời chào anh em. Vì người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện để anh em trở nên toàn vẹn và chọn niềm vâng phục mọi ý muốn Đức Chúa Trời. Ê-phát-ra là một tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Phao-lô cũng là một tôi tớ của Chúa. Ở trong Kinh Thánh, trong phần Cựu Ước á, trong sách Ê-sai có nói có ba tôi tớ của Chúa đặc biệt. Thứ nhất đó là David. Ê-sai đoạn 37 câu số 35: ta sẽ binh vực thành này để giải cứu nó, vì cớ ta và vì cớ David là tôi tớ ta.
Chúa gọi David là tôi tớ ta. Một đối tượng thứ hai đó là dân Israel. Ê-sai đoạn 41 câu 8. Nhưng hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta. Còn ngươi Gia-cốp là kẻ ta đã chọn, dòng dõi của Abraham bạn ta. Một đối tượng thứ hai mà Chúa nói là tôi tớ nữa là dân Israel của Chúa. Và một cái đối tượng nữa mà Chúa gọi là tôi tớ, đó là đấng Messiah hay là Chúa Giê-xu. Ê-sai 42 câu số 1. Này đề tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên ngươi, ngươi sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Và ở trong Ê-sai 43 câu số 5. Bây giờ Đức Giê-hô-va là đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ, có khiến ta dẫn Gia-cốp đến cùng Ngài và nhóm Israel về cùng Ngài, vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta. Như vậy trong phần cổ biết, đặc biệt trong sách Ê-sai đó, thì Chúa nói có ba cái nhân vật là tôi tớ của Chúa. Thứ nhất đó là David, thứ hai là toàn dân Israel, và thứ ba là đấng Messi. Còn ở trong phần tăng ước thì Chúa cho chúng ta thấy người làm tôi tớ của Chúa, tất cả những người tin Chúa đều là tôi tớ của Chúa. Tôi và quý bạn chị em là người đã tin Chúa Giê-xu, là chúng ta ngày hôm nay vừa được gọi là con mà cũng được, vừa được gọi là tôi tớ của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ nói về dấu hiệu để nhận biết tôi tớ Chúa thật. Dấu hiệu để nhận biết tôi tớ Chúa thật. Người làm tôi tớ của Chúa thật đó, đó là người phải có chủ. Ma-la-chi đoạn 1 câu 6. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Đầy tớ là phải có chủ. Nếu mà đầy tớ không có chủ, đó không phải là đầy tớ. Chúng ta có thể đi rêu rao với mọi người nói là tôi là đầy tớ của Chúa đây, nhưng mà chúng ta lại không có tôn kính Chúa, tôn kính chủ của chúng ta. Chúng ta chỉ để cái môi lưỡi chúng ta nói là đầy tớ, nói Chúa là chủ, nhưng mà lòng chúng ta là không có. Như vậy, điều đầu tiên tôi và anh chị em phải xác nhận rằng ông chủ của chúng ta đó là ai? Anh chị em hầu vị Chúa ngày hôm nay, ông chủ của quý vị là ai? Chúa. Là Chúa hay là ma quỷ? Chúa. Là Chúa hay là dục vọng? Chúa. Là Chúa hay là tiền bạc? Chúa. Là Chúa hay là vợ hay là con hay bất cứ một cái người nào đó mà thay thế Chúa, thì đó là chủ của chúng ta. Nếu anh em xác định Chúa là chủ rồi đó, thì chủ phải là chủ thật sự trên đời sống của mình. Chúng ta hãy kiểm tra trong đời sống như ngày vừa qua, anh em ơi, là ai làm chủ đời sống của mình? Mỗi người chúng ta tự biết nha. Như vậy, điều đầu tiên anh chị em phải xác định rõ một điều, đó là ông chủ thật của chúng ta là ai. Thứ hai, nếu là tôi tớ thì phải luôn sẵn sàng làm theo sự sai bảo của chủ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 8, từ câu 8 đến câu số 9, ở đây có một cái câu chuyện kể về một người thầy đội. Ông cầu nguyện cho người đệ tớ của mình ở nhà. Người thầy đạo ấy thưa rằng lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà. Xin Chúa chỉ phán một lời thì đệ tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính ở dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đệ tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Người thầy đội này cũng là
đệ tớ của những người cấp cao hơn, nhưng lại ông là ông chủ của những người đệ tớ ở tại nhà của mình hay là những cái người lính ở dưới mình. Ông đã hiểu rõ trong vấn đề cái luật của nhà binh. Chính từ đó ông có cái lời phát biểu đối với Chúa: tôi đã từng ở dưới quyền của người khác và tôi cũng có quân lính ở dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tin này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tin kia rằng hãy đến thì nó đến. Như vậy, người đệ tớ phải luôn sẵn sàng làm theo sự sai bảo của chủ. Nếu anh chị em nói mình là tôi tớ của Chúa, thì anh chị em phải sẵn sàng làm theo sự sai bảo của chủ, chứ không phải muốn làm gì làm. Phần lớn trong chúng ta là không biết sự ý muốn của Chúa và không biết được Chúa có sai mình làm cái này làm cái kia hay không. Chính người đó chúng ta thường xuyên là làm theo ý mình nhiều hơn là ý của người chủ sai phát. Hoặc là khi Chúa sai bảo chúng ta làm nhưng mà chúng ta lại không có sẵn sàng làm, chúng ta lại chần chừ, hoặc là chúng ta không muốn làm những cái điều mà ý chủ của Chúa, ý chủ chỉ dạy chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy phân đoạn kinh thánh này, người đệ tớ làm theo mọi điều của người chủ hướng dẫn hay là chỉ bảo. Trước đây tôi có đi làm, cái ông chủ đó nói tôi thế này này: tôi thuê các anh đến đây làm cho tôi đã trả tiền cho các anh, các anh phải làm theo ý của tôi, dù đúng hay là sai phải làm ý của tôi. Sai thì tôi chịu, đúng tôi cũng chịu nữa. Do đó là các anh nó phải làm đúng theo cái ý của tôi chứ không phải làm đúng theo cái ý của anh. Thì ông nói câu đó anh chị em, nói câu đó xong cái đầu là phần lớn những người thợ mà ông thê về thì họ quyết định họ làm theo ý của ông, dẫu rằng cái ý ông sai. Ở đây tôi và anh chị em ấy, người chủ chúng ta là Chúa Giêsu không bao giờ sai, chỉ có chúng ta sai thôi. Nhưng ý muốn của Chúa cho chúng ta là gì? Là phải sẵn sàng làm theo sự sai bảo của chủ chúng ta. Đó là cái dấu hiệu số 2. Dấu hiệu số 3, đó là tôi tớ là người thực hiện cái mạng lệnh. Nếu anh em xác định mình là tôi tớ của Chúa thì chúng ta phải thực hiện cái mạng lệnh mà cái người chủ sai phái mình. Chúng ta biết mạng lệnh của chủ giao chúng ta là gì không? Đúng rồi, cái mạng lệnh cuối cùng khi Chúa Giêsu chết và thăng thiên về trời, Ngài để lại cho mọi người, đặc biệt chúng ta là những người tin Ngài đó, là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Đó là ý muốn của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta là hãy khiến muôn dân trở nên gì? Môn đệ của Chúa. Đó là ý muốn của Chúa, ý muốn của người chủ chúng ta. Số 4, là một người tôi tớ là không có nề hà công việc được giao. Khi Chúa giao chúng ta bất cứ một công việc gì đó thì chúng ta không có nề hà. Nề hà là có nghĩa là chúng ta chần chờ, chúng ta không muốn làm, hoặc chúng ta hay nặng hẹ người này hay nặng hẹ người khác, hoặc là chúng ta xem cái công việc mà của Chúa đó giống như là công việc nó không có quan trọng. Phần lớn chúng ta xem việc Chúa là việc không quan trọng. Đôi lúc chúng ta thậm chí quên công việc Chúa nữa. Bởi vì khi anh em làm cái gì công việc Chúa đó, chúng ta nói rằng là có thể từ từ tôi làm, hoặc là chừng nào là tôi rảnh là tôi làm. Phần lớn là chúng ta lại nói câu đó rất là nhiều đối với công việc nhà của Chúa: chừng nào rảnh thì làm, hoặc là từ từ làm. Nếu công việc của Chúa mà Chúa sẵn sàng giao phó cho tôi và anh chị em những việc rất là nhỏ thôi mà chúng ta nói là từ từ, hoặc là thôi, hoặc là khi nào có thời gian rảnh chúng ta làm á, thì tôi tin chắc rằng là chúng ta không thể nào trở thành một cái người để tớ nghe lành trung tín được. Anh em thấy điều gì xảy ra không? Vừa cúp điện mà vừa trẻ con nó la ông sùm hết. Nhưng đó cha cha mẹ ông bà thấy con cái mình la hòn ra chúng tôi liền nha. Số 5, là tôi tớ thì không tự leo lên ngang hàng với chủ.
Philip đoạn 2 câu số 6. Chúa Giêsu nói ngày vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chúa từ trời mà đến thế gian này, Ngài cũng là trời 100%, nhưng Ngài cũng là người 100%. Nhưng Ngài không mang thân xác là con người, nhưng Ngài không nói rằng tôi là trời từ ngày lại đặt mình ngang hàng với Đức Chúa Trời khi Ngài làm con người hết. Tất cả mọi công việc của Ngài làm ở trên đất này, Ngài luôn luôn cầu nguyện để Cha Ngài bày tỏ. Chúa Giêsu nói rằng ta không làm những cái gì mà không phải ý Cha. Nhưng đó Chúa không bao giờ đặt mình ngang hàng và làm theo ý của mình, mà luôn luôn đặt mình dưới ý muốn của Đức Chúa Cha. Số 6, tôi tớ hoàn thành ước muốn của Chúa. Trong sách Tích đoạn 2 câu số 9, hãy khuyên những đệ tớ phân phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ có cãi vã. Là một tôi tớ của Chúa thật sự đó, là cái tinh thần của người đó là gì? Khi làm việc thì lúc nào cũng muốn làm cho ước muốn của người chủ của mình vui, chứ không phải là chúng ta làm việc cho Chúa, làm cho việc cho chủ của chúng ta mà làm giống như để có làm vậy thôi, hoặc là làm ở trong tinh thần là bực bội, giận dữ, khó chịu. Khi Chúa kêu chúng ta làm bất cứ điều gì đó mà chúng ta giống như làm kiểu là có làm thôi, mà làm lại hay bực bội, hay nóng giận thôi, hay là la gầy, là khó chịu đó với người khác, thì cái tấm lòng tôi tớ của chúng ta không thể nào làm đẹp lòng của Chúa được. Chúng ta là đệ tớ, chúng ta phải để ý cái người chủ của mình. Nếu anh em làm công, làm thuê cho người nào đó, để anh em được có tăng cái tiền thưởng á, hoặc là anh em để được cho người chủ thích thương á, anh em phải để ý cái người chủ của mình. Người chủ mình thậm chí là chưa có nói ra thì anh chị em phải biết được rằng là chủ mình sắp sửa muốn mình làm cái gì. Một người tôi tớ của Chúa thật sự á, một người tôi tớ mà biết cái người chủ mình như vậy đó, là người tôi tớ đó là thật là giỏi rồi. Nhưng mà Chúa muốn tôi và anh chị em phải trở thành một người tôi tớ giỏi như vậy đó. Số 7, là tôi tớ của Chúa đó là không hổ thẹn cái công việc được giao. Không hổ thẹn công việc được giao. Ở trong Philip đoạn 2 câu 8, cái người đó là phải nói năng, phải lời, không chỗ trách được, đáng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Khi tôi và anh chị em là một thân phận, là một đệ tớ, một con cái của Chúa đó, thì chúng ta không có hổ thẹn vì danh Chúa, hoặc là hổ thẹn về cái cách sống của chúng ta đối với những người chung quanh là người không biết Chúa. Khi anh em đi đến thờ phụng Chúa tại đây, người ta hỏi chúng ta đi đâu? Tôi đi đám giỗ, đi chơi, đi tiệc, hay đi công chuyện. Anh em chắc là sợ khi nói cái từ là đi thờ phụng Chúa. Tại sao vậy? Hổ thẹn này. Chúng ta có hổ thẹn khi chúng ta đi thờ phụng Chúa không? Vậy chứ anh em đi nói dốc nói láo có hổ thẹn không? Mà tại sao chúng ta đi thờ phụng Chúa là hổ thẹn là sao? Thậm chí khi anh em nói về Chúa, anh em ăn cơm trước mặt là đi ra quán đi. Ở đây không phải là chúng ta cầu nguyện để làm màu. Nhưng nếu một người mà có con cái Chúa thật ở đó, thì họ, cái sự cầu nguyện của họ là không có quan tâm đến cái người khác nhìn mình như thế nào. Tại sao vậy? Họ quan tâm cái chuyện là gì không? Là giữa họ với Chúa mà thôi. Nhưng cái người mà cảm thấy mình sống hổ thẹn với người khác, họ nhìn coi chung quanh thôi, tôi ăn cơm, tôi cầu nguyện, con người ta có cười tôi không? Hoặc là anh em làm bất cứ điều gì, anh em đi đám tiệc thì ngày hôm qua chúng tôi có đi đám tang của mẹ của một sư dụng qua đời. Bà đã tin Chúa nhưng mà gia đình á làm lễ
theo nghi thức của dân ngoại. Tại vì ba của mục sư Dũng còn sống mà ông không tin Chúa, và gia đình này là cách là kịch liệt phản bác, cũng là bắt bớ đạo Chúa. Ngày hôm qua chúng tôi có đến đi nguyên đoàn, các gom lại chúng cũng khoảng hơn 20 người. Mà cảm ơn Chúa, vừa đến nơi là thầy chùa cũng vừa đi ra. Sau đó chúng tôi có vô, Chúa nhắc nhở cho tôi là hãy cầu nguyện cho linh hồn của bà. Sau đó tôi mới cầu nguyện, và tôi nói xin phép gia đình là cho chúng tôi viếng rồi cầu nguyện cho bà. Thật sự anh chị em, họ là dân ngoại, họ không tin Chúa nghe, nhưng mà khi mình nói mình cầu nguyện như vậy họ rất là thích. Họ không có mà gọi là phản bác chứ. Khi nếu anh chị em là con cái của Chúa thật á, là chúng ta không có hổ thẹn khi chúng ta bày tỏ cách sống đạo của chúng ta giữa dòng dân ngoại. Chúng ta không có hổ thẹn cái gì đó. Người ta hỏi chúng ta cái gì, người ta nói chúng ta gì liên quan đến cái từ Chúa, chúng ta là chúng ta sẵn sàng nói ra để chi vậy? Để cho họ biết Chúa chúng ta là ai, là cơ hội để mình làm gì? Khoe Chúa ra, hay là làm chứng về danh Chúa. Còn nếu chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta lại không có dám nói Chúa cho mọi người, người ta hỏi chúng ta cái gì là chúng ta lấp liếm gì đó, chúng ta nói không phải đâu, không phải đâu. Tôi nói anh chị biết, người như vậy là không thể nào là một đệ tớ, một tôi tớ của Chúa mà thật sự tôn kính chủ của mình được. Đôi lúc anh chị em đặt thế gian là chủ của mình, tại sợ mất lòng nó. Anh em đặt tiền bạc của cải vật chất này làm chủ của mình đó, tại sợ mất lòng tiền nó bỏ đi thì sao? Hoặc là anh em sợ mất lòng bạn nhậu, không? Mình nói về Chúa nghe cái từ mình là bạn nhậu mình nó bỏ đi rồi sao? Thôi bây giờ mình cố gắng đó, mình phải nói tôi không phải vậy đâu, để chi vậy? Để giữ chính cái chỗ đó, chính cái đó làm cho chúng ta có một số người vừa làm đệ tớ của Chúa mà cũng vừa làm đệ tớ của thế gian nữa. Số 8 là đệ tớ của Chúa phải là người sẵn sàng làm những cái việc vặt rồi việc nhỏ lên chứ. Dân đoạn 6 câu 12 ở đây nói về cái câu chuyện thế này: khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng hãy lượm những miếng còn thừa hầu cho không mất một chút nào. Đây là câu chuyện nói về phép lạ Chúa Giêsu khóa bánh cho đoàn dân ông đang ăn ăn. Khi đoàn dân họ ăn xong rồi còn dư, Chúa bảo các môn đệ sao? Hãy lượm lại những cái miếng bánh vụn đó, đem bỏ vào một cái chỗ riêng. Và chúng ta thấy rằng tôi và anh chị em, nếu là một tôi tớ của Chúa thật, dù việc lớn hay là việc nhỏ, dù cái việc quan trọng hay là những cái việc mặt bình thường, là đệ tớ của Chúa sẽ luôn sẵn sàng làm những cái việc đó. Nếu anh chị em nói là tôi chỉ là người hướng dẫn, tôi chỉ là người giảng, tôi người đi dạy đạo thôi, tự nhiên bây giờ bắt tôi quét nhà là sao? Hoặc là anh em thấy một miếng rác đó ở ngoài sân như vậy đó, chứ tôi là thầy rồi, tôi đâu thể nào lẫn rác được. Anh chị em, chúng ta đừng có tự đánh giá mình quá cao. Đừng cho mình là một con người quá quan trọng đi. Là đại tớ của Chúa rồi đó thì không có quan tâm cái chuyện là cái gì nó quan trọng, mà là hầu việc Chúa mới là quan trọng. Được cơ hội hầu việc Chúa là quan trọng anh chị em. Biết bao nhiêu người đã từng tin Chúa bây giờ họ chết rồi đâu còn tin hầu việc Chúa đâu. Phải không? Nhưng mà Chúa cho anh chị em còn sức khỏe, còn cái hơi thở, còn sức lực, mà chúng ta làm được việc gì cho Chúa thì cứ làm việc đi. Đừng có nói rằng là chừng nào cái việc quan trọng tôi mới làm. Việc gì quan trọng mà kêu tôi nghe. Còn những việc gì không quan trọng được kêu tôi. Đây là đúng nghĩa là đệ tớ gọi là cấp bậc cao rồi. Có thể được ngang hàng với Chúa hay sao biết. Anh chị em biết tôi đi hầu việc Chúa nghe. Tôi phải vừa chạy xe chở anh em đi. Đến nơi tôi phải giảng lời Chúa. Giảng xong rồi thôi cầu nguyện giải cứu cho mọi người. Giải cứu xong rồi đi ra khỏi nhà, tôi phải chở anh em về tới nhà. Tôi hỏi anh em ai là đệ tớ?
sự nhầm lẫn ở đây nè. Cái người ngồi trên xe là họ nghĩ thế không? Ông hồi xưa chạy em bị sốc quá. Đúng rồi, giờ nó lộn được luôn. Hỏi anh chị em, chúng ta nên biết một điều, nếu là cái người thuộc vị Chúa nhiều chừng nào á, thì cái đời sống tinh thần làm tôi tớ nó phải cao độ. Chứ chúng ta không phải là được gọi là ông chủ. Anh chị em không phải là ông chủ, mà chúng ta là con hoặc là đầy tớ của Chúa, chứ không phải là ông chủ của Chúa. Hãy đặt mình là một tôi tớ của Chúa. Tất cả những cái việc giặt hay là những cái việc không quan trọng đến những việc quan trọng, nếu khi nào hội thánh cần, nếu khi nào có chúng ta thì chúng ta sẵn sàng. Thí dụ như là trong cái công việc hội thánh đi mai mốt đi, vào ngày lễ thì có những người đứng ngoài cửa cho tiếp khách, có những người là sẽ giúp đỡ cho vấn đề giữ chiếc xe, phải không? Có một số người sẽ lo vấn đề lo bếp núc, lo rửa chén. Có một số người thì sẽ đứng trên sân khấu ca hát, có một số người thì đứng giảng làm chứng. Tất cả chúng ta ai cũng là những người phục vụ Chúa mà thôi, đều như nhau, chứ không có phân biệt thấp cao tại đây, sang hèn ở tại đây. Và anh chị em nếu được Chúa kêu gọi đứng trên sân khấu này đó, để đứng lên hát chia sẻ tại đây, anh em đừng bao giờ xem thường những anh em đứng ngoài kia coi chừng mấy chiếc xe. Có một số anh chị em không, tôi chỉ đứng sân khấu thôi, xe là quá của tôi, đặt xe gì hả, tôi quét nhà gì hả, tôi thấy. Nếu anh em là có người có tinh thần hầu vị Chúa mà anh em hầu vị Chúa cái kiểu đó đó, thì thật sự mà nói rằng không xứng đáng là một đầy tớ của Chúa chút nào. Đầy tớ của Chúa thật sự nó không phải như vậy, là chúng ta sẵn sàng làm tất cả những công việc gì mà khi Chúa cần đào thánh cả. Hội thánh của Chúa chỉ có một mình Chúa Giêsu là chủ mà thôi, và tất cả chúng ta đều là tôi tớ, chứ không phải là tất cả quý vị là chủ, nghe không? Chúng ta hãy chuẩn bị cái tinh thần đó. Dĩ nhiên trong chúng ta về mặt phương diện con người là chúng ta là chủ nhà, nhưng mà nói về Chúa là Chúa là chủ chúng ta. Mà khi chúng ta làm bất cứ việc gì cho Chúa đó, thì chúng ta đừng bao giờ xem thường những cái việc vặt, và hãy sẵn sàng làm tất cả những việc nhỏ, việc lớn mà Chúa giao chúng ta. Số 9 là tôi tớ của Chúa thật á, là người đó là biết tôn cao chủ của mình, nhưng về nhà thì khiêm ti ở vị trí thấp. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta làm được việc gì cho chủ, cho Chúa chúng ta, cho hội thánh rồi đó, anh bây giờ đừng có khoe khoang. Khi chúng ta dâng hiến cái gì cho Chúa, chúng ta làm cái gì cho Chúa rồi đó, đừng có nổ, đừng có khoe quá, và đừng có để người ta chú ý vào mình nhiều quá. Và khi để người ta chú ý vào mình nhiều quá đó, thì mình trở thành gì? Chúa của người khác, thì rất là nguy hiểm. Chúa muốn chúng ta là đệ tớ là phải tôn cao chủ của mình lên. Hoặc là khi anh em làm bất cứ việc gì cho Chúa, cho dù nó cực cực, cho dù nó có thể nhiều hơn người khác, nhưng em biết một chuyện thế này, là đệ tớ của Chúa thật là chúng ta làm việc cho Chúa, chứ không phải làm việc cho người ta. Anh em phải, con học vì Chúa là nó phải làm việc cho người ta, con làm việc chán thôi. Anh em làm việc cho Chúa, anh em có làm dư thêm thời gian, anh em làm có thể cực hơn người ta chút xíu, anh em có thể làm nhiều hơn. Còn anh chị em nè, chúng ta có mất cái phần thưởng không? Chúng ta không có mất phần thưởng. Vậy đó, khi anh em mà hầu việc Chúa đó, anh chị em đừng bao giờ nói tôi làm nhiều quá rồi, anh hai anh ba anh tư họ có làm gì chứ nhé. Đó là gì, phải không? Sự ganh tị. Người đời tớ của Chúa hãy có một đời sống khiêm nhường. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì thì để Chúa được tôn cao, còn chúng ta chỉ là đầy tớ mà thôi. Là đầy tớ mà phải xác định mình chỉ là đầy tớ thôi. Số 10 là đầy tớ của Chúa thật á, thì không có chờ xem khi làm xong rồi đó có ai khen mình hay không. Có một số người khi làm việc Chúa xong mà đứng coi chờ, tôi làm sao mà không ai khen tôi chân vậy nè.
Luca đoạn 17 câu số 10. Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Đó là phân đoạn kinh thánh hồi nãy mình nói. Đơn giản thôi, mình là đầy tớ thôi, điều mình làm thì chắc mình phải làm thôi. Nhưng đó, khi anh em làm bất cứ điều gì cho Chúa đó, thì chúng ta đừng bao giờ để trong tâm trạng đó là gì, luôn luôn chờ xem có ai khen mình gì không. Nhưng mà khi anh em góp ý, anh em góp ý để người chỉnh sửa chúng ta đó, để chúng ta làm tốt hơn đó, chúng ta đừng bao giờ tự ấy, thôi không làm luôn. Lại có một cái trường hợp là một số anh em là kêu làm tôi đây, anh đừng làm đây, một sư nói hoài ghét giận quách bỏ luôn. Hỏi anh chị em, nếu chúng ta là một đệ tớ của Chúa, một là người con cái của Chúa thật á, thì anh chị em nếu ai góp ý chúng ta thì chúng ta hãy hạ mình để chúng ta làm cho nó tốt hơn. Nhưng mà trong tâm trạng của chúng ta là gì, đừng có chờ có ai khen mình không. Nếu anh chị em làm để có một cái tâm trạng là chờ ai khen mình á, thì anh chị em sẽ thật là thất vọng. Tại sao vậy? Không ai khen chứ. Cái số người khen mình ít lắm, nhưng là cái người chê thì nhiều. Tôi mua vàng trống về đó, đừng khen chê nghe. Ai khen chê bỏ tiền ra, giống gì chứ á. Nhân đó thì tôi và anh chị em làm bất cứ việc gì cho Chúa, hãy tạ ơn Chúa những gì ban cho mình, đừng khen chê anh em mình. Nếu anh em có cái gì đó thì hãy cảm ơn Chúa. Và nếu Chúa muốn chúng ta làm điều gì tốt hơn thì hết lòng mà làm. Phải làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Số 11. Tôi tớ làm điều chủ muốn theo đúng cách của chủ muốn, chứ không phải là đúng cách mình muốn. Là người đầy tớ thì phải phân lệnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì đó chăng? Luca đoạn 17 câu số 9. Khi anh em làm bất cứ điều gì cho Chúa đó, anh em có bao giờ chờ đợi là Chúa cảm ơn mình không? Có một số người là chờ là Chúa có cảm ơn tôi không? Hỏi anh em, Chúa là chủ, Chúa là cha. Nhưng đó, chúng ta là làm cho Chúa để đáp ơn mà Chúa ban cho mình, chứ không phải là chờ coi Chúa có cảm ơn, có mang ơn mình hay không. Xin lỗi anh chị em nghe, Chúa không có mang ơn chúng ta đâu, mà chúng ta chỉ có mang ơn Chúa thôi. Số 12. Thậm chí tôi tớ của Chúa đó sẵn sàng phục vụ Chúa bằng chính của cải của mình. Ở trong Luca đoạn 8 câu 2 câu 3, ở đây có nói một số người đàn bà khi họ đi theo Chúa, họ đã được Chúa giải cứu ra khỏi quỷ dữ, ra khỏi bệnh tật, mà ghi gọi là Madalene, từ người bị bảy quỷ dữ ra. Giannơ vợ Chu Sa là quan nội vụ của vua Herod, Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho ngài. Anh chị em biết khi chúng ta phục vụ Chúa đó, không phải chúng ta dành sức khỏe, dành thời gian, dành công sức chúng ta cho Chúa không, nhưng mà chúng ta có thể dành của cải chúng ta cho Chúa nữa. Khi nếu Chúa cho chúng ta có của cải đó, thì chúng ta hãy dâng nó cho Chúa. Tại vì anh chị em biết rằng những cái gì mà của cải mà chúng ta có đời này đó, nó sẽ không thể nào đeo hay đi theo suốt cuộc đời chúng ta vĩnh viễn được. Khi chúng ta qua đời, tôi và anh chị em phải lìa xa cái đống của cải của mình. Có một số người ấy, khi người thân mình qua đời đó, họ cạy miệng ra để họ nhét nhẫn vàng trong trống, rồi thời gian sau khi lấy cốt ra đó,
rồi con cái thấy bạc trong đó nó còn giành giật nhau, rồi cuối cùng cái vàng của chúng ta mà có nhét theo vô miệng chúng ta cũng bị người ta moi ra thôi. Chúng ta thấy thế này, là một người tôi tớ của Chúa đó, hãy sẵn sàng chuẩn bị, hãy dâng tất cả những gì mình có. Tại vì của cải chúng ta là cũng có Chúa cho thôi, mà mình dâng lại cho Chúa thôi, cũng chả cái gì hết. Nhưng đó thì khi anh em dâng gì cho Chúa đó, chúng ta đừng bao giờ nói rằng là không ngờ dâng nhiều quá, bây giờ không có dâng nữa. Có một số anh em nói, ôi đi theo Chúa đi vô nhà thờ bật dâng hoài, không ngờ dâng trong cái vụ lũ lụt của miền Trung rồi. Mấy ngày qua người dân nào làm sân người mua trống rồi chuẩn bị Giáng sinh đó, anh em chuẩn bị dân nữa nè. Dân Giáng sinh rồi dân lễ cảm tạ nữa. Tôi biết anh em có nôn dân cho Chúa không hay là cảm thấy bực bội khi dân cho Chúa. Chứ đừng có nói mỗi lần mà gặp một sư chồng lúc nào cũng là dân hoài. Nói anh em biết, nếu anh chị em không tin Chúa, cái tiền của anh em đi về đâu? Những người mà anh Chúa nhé, nếu không có tiền đi vô bệnh viện cho bác sĩ ăn đó. Hồi trước đây các anh chị em làm cái gì? Làm bao nhiêu tiền để dành ở trong cái nhà của mình hay sao? Chờ khi có bệnh thì đi uống thuốc, phải không? Còn bây giờ chúng ta đâu có dùng cái tiền để đi uống thuốc đâu, mà chúng ta dùng cái tiền để làm gì? Để cắt nhà. Làm gì nữa? Làm gia đình, cưới vợ cho con cái, thậm chí mua đất, mua nhà thêm nữa. Đi xin sắm vàng nữa không? Đúng cười. Đúng cười ghê. Chúng ta thấy, nếu là một đệ tớ của Chúa thì nếu Chúa cần, chúng ta sẵn sàng phục vụ Chúa theo bất cứ cái gì mà người chủ muốn. Chúng ta thấy người đàn bà bị bảy quỷ dữ ám này, người đàn bà này trong thời gian bị quỷ bảy quỷ ám như vậy đó, bà có làm cái gì được ra tiền không? Khi bà có tiền ở trong nhà của bà, là tiền của bà có sử dụng được gì không? Không có làm được gì hết. Nhưng mà khi mà Chúa giải cứu cho bà xong rồi làm gì? Bà đã dâng cái nhà hay tiền của cái bà đã cho Chúa đi phục vụ Chúa. Chúng ta thấy cái tiền nó có giá trị không? Bởi vì chúng ta đừng bao giờ toan tính với Chúa cái gì hết. Nếu Chúa nhu cầu của nhà của Chúa cần thì chúng ta hãy sẵn lòng. Mà tôi nói anh chị em biết, khi anh em dâng cho Chúa thì Chúa không bao giờ để là bị thiệt thòi. Ma quỷ nó cướp chúng ta thêm, chứ còn Chúa không bao giờ để ta thiệt. Đáng lẽ anh em nhìn đi, đáng lẽ những cái đồng tiền trước đây á, ma quỷ đã cướp thật sự trên tay của mình luôn đó. Nhưng mà sau đó đột nhiên khi anh em yêu mến Chúa, cầu nguyện Chúa lại lấy cái đó cho anh em trở lại. Bây giờ khi sở hữu đồng tiền đó, bây giờ dâng cho Chúa vài ba triệu để anh em là toan tính Chúa là sao? Phải không em? Ở đây bắt ai toan tính không? Im ha, sao không im lặng ha? Im là không. Bởi vì khi chúng ta làm việc gì cho Chúa thì làm hết lòng mà làm. Chúng ta hãy làm cho Chúa chứ phải làm cho người ta. Anh chị em đừng bao giờ nghĩ rằng tôi dân là cho một siêu hưởng. Xin thưa anh chị em nghe, để tôi nói thật luôn chứ, cái tiền mà để giúp cho anh chị em hàng tháng, anh em một phần người đó này, thì có 8/10, 2/10 thì gửi về tổng hội và nghĩa về hội thánh lên trên rồi, còn 8/10, 8/10 á, thì có 4/4 của hội thánh, thì 4/4 dành cho tôi, số tiền lớn hơn em. Nhưng mà anh em biết, mỗi một tháng á, tôi dư được cho có 200.000 thôi, tôi phải chi cho nhiều anh em hầu việc Chúa, mỗi một người một phần, mỗi người phần, cuối cùng tôi còn 200.000, thậm chí anh em chỉ còn 100.000 thôi. Như vậy tôi hỏi anh chị em, tôi bảo anh chị em ai hầu việc Chúa nhiều hơn? Và tại sao tôi được hưởng chỉ có bao nhiêu thôi? Tại sao vậy? Tại vì Chúa cho tôi biết rằng hầu việc Chúa là cơ hội, và dâng cho Chúa cũng là cái cơ hội. Nhưng đó, khi anh em mà phục vụ Chúa, mà hầu việc Chúa, mà dâng những cái gì mình có cho Chúa đó, đó là hãy cơ hội phục vụ Chúa anh chị em.
Nó thật anh chị em chứ gì, đôi lúc vợ của tôi nói rằng là sao ông làm không có gì chân mà đôi lúc ông kêu tôi đến. Anh chị em biết người hầu việc Đức Chúa Trời, hãy lấy Chúa là cái cơ nghiệp, là của cải của mình anh chị em. Nhưng mà Chúa không bao giờ để chúng ta bị đói, không bao giờ để chúng ta bị thiếu thốn. Anh chị em thấy không? Hội thánh có thiếu gì đâu, phải không? Mà tôi thấy cái nhà tôi, Đức Chúa Trời đâu bao giờ để chúng tôi bị đói kém đâu. Nhân đó anh chị em cũng nên cảm ơn Chúa về những cái ơn lành mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Người hầu việc Chúa không bao giờ để thiếu bất cứ của tốt gì. Số 13, người đầy tớ của Chúa đó là được hưởng cho phần thưởng. Hebrew, xin lỗi, Philip đoạn 2 câu 9. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Khi Chúa Giêsu trở thành một cái tôi tớ, một người khiêm nhường, một người có một đời sống phục vụ Chúa hết lòng, phục vụ cha của Ngài đó, phục vụ cho tha nhân này, khi hoàn tất mọi công việc thì cha Ngài đem Ngài lên rất cao, đó là phần thưởng. Chúa nói rằng ai hầu vị cha ta tôn quý người, Chúa sẽ tiêu trừ tật bệnh và Chúa sẽ làm cho chúng ta thậm chí được nổi danh đó anh chị em. Người hầu vị Chúa luôn được cái phần thưởng. Thì tôi xuống ở Cà Mau chia sẻ hội thánh tại đó. Thì giờ này tới của Chúa, ông là một trong những người hầu việc Chúa, anh chị em phải có một cái tấm lòng rất là yêu thương hội thánh của Chúa. Cái nhà của ông như vậy, ông đem những người điên này, những cái người nghiện này, rồi những cái đứa trẻ em mồ côi đem về nuôi. Trước đây còn có người này người kia lo. Sau dịch bệnh tới anh chị em biết, đâu ai quan tâm giúp đỡ rồi đâu. Thế là thậm chí con cái trong Chúa là những người giàu bắt đầu là trước đây họ có dâng hiến anh chị em, bây giờ thì họ rời khỏi hội thánh rồi. Giống như họ giàu có rồi họ nói rằng là làm gì mà tôi phải dâng hoài trước ông mục sư này. Và nói thật anh chị em biết, tôi nhìn thấy cái tấm lòng của cái vị mục sư đó, còn trẻ hơn tôi, nhưng lại là một người có cái tấm lòng rất là rộng rãi cho công việc nhà của Chúa. Nếu anh em trở thành người hầu việc Chúa rồi đó, thì chúng ta không bao giờ nói một câu là tôi hầu việc Chúa có được cái gì đâu. Anh em nếu trở thành người hầu việc Chúa rồi, không bao giờ nói câu đó. Tại vì sao vậy? Tại vì tôi tớ chỉ làm việc cho chủ thôi, chứ không nói vấn đề cái gì hết. Anh chỉ nói là tôi tớ là làm việc cho chủ. Hôm nay tôi nói cái điều mà tôi nhận được gì không phải là tôi khoe, nhưng mà tôi nói cho anh em biết để anh em đừng bao giờ có suy nghĩ rằng đó là tôi sống nhờ cái đồng lương của anh em cấp cho tôi. Anh em nhớ này, thì mỗi khi mà anh em dân hiến bỏ tiền trên cái hộp tiền dân á, anh em đừng bao giờ nói rằng tối ngày dân cho ông chậm hưởng chứ cái gì. Anh chị em đừng bao giờ nghĩ như vậy nha. Có gì anh em cứ hỏi những anh em nhân sự thì biết. Nhưng mà anh em thấy tôi có thiếu gì không? Những cái gì mà ở xã hội có là Chúa từng có rồi. Tôi thiếu gì chứ? Thậm chí Chúa cho tôi nhiều khi đi còn quan tâm giúp đỡ người nhiều người khác nữa. Điều mà Chúa cho tôi là gì? Đó là được có cơ hội để đi phục vụ Chúa chỗ này chỗ kia. Khi mà Chúa cho anh em còn có cơ hội, còn có sức lực, còn được ơn để đi phục vụ Chúa, đó là cái phần thưởng đó anh em. Phần thưởng là được sống theo vị Chúa đó. Phần thưởng là gì? Còn có cái sức khỏe, còn có cái giọng, còn có cái ơn và quyền năng để đi giúp đỡ người khác, đó là phần thưởng đó anh chị em. Biết bao nhiêu người cỡ tuổi chúng ta nằm liệt giường liệt chiếu rồi, biết bao nhiêu người giống như chúng ta họ đã chết, họ không còn có cơ hội nữa. Nhân cái đó tôi và anh chị em hãy tận
dụng cái cơ hội khi mình còn sống, đó là cái phần thưởng mà Chúa ban cho mình. Hãy hết lòng làm việc cho Chúa và làm việc ngay ngày hôm nay, chứ đừng hứa nay mà hẹn mai, đừng chờ lại. Cái tinh thần hầu việc Chúa thật là như vậy. Tinh thần của một người đệ tớ của Chúa mà giả tạo là sao? Chỉ muốn làm cho mình được nổi danh, giả bộ khiêm nhường phục vụ để người khác tôn trọng mình, hoặc là để kiếm cái gì đó ở đời này thôi. Người đệ tớ như vậy, Kinh Thánh nói rằng đó là cái kẻ chặt thuê. Người mục sư, người học việc Chúa mà chỉ vì tiền hay vì của cải vật chất đời này thì chỉ là cái sự lừa dối mà thôi. Ở trong nhà của Chúa thì không chấp nhận điều đó. Nhân đó, tôi và anh chị em sẽ tiếp tục học lời Chúa với nhau qua cái tấm gương của đệ tớ của Chúa, ông tên là Eliezer. Trong Sáng Thế Ký đoạn 24 từ câu 1 đến câu 28, anh chị em cố gắng ngồi nghe nha. Thời gian nó cũng chưa có trễ. Tôi sẽ không đọc hết đoạn, nhưng mà chúng ta có thể học một vài cái sự dạy dỗ tại đây. Trong phần đoạn Kinh Thánh này, cái gương đề tớ Eliezer cho chúng ta một số cái hình ảnh là tại đây. Trong Sáng Thế Ký đoạn 24 từ câu 2 đến câu số 9 á. Sáng Thế Ký đoạn 24 từ câu 2 đến câu số 9. Abraham nói cùng đề tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài, mà rằng xin hãy đặt tay trên đùi ta. Abraham có nhiều đệ tớ, nhưng mà ông có một người đệ tớ thật sự là trung thành, và ông kêu cái người này, đặc biệt là người ở lâu nhất ở trong nhà của ông ấy, hãy đến và đặt tay trên đùi của ông, và ông hướng dẫn cái người đệ tớ đó đi theo. Eliezer có một điều mà chúng ta học ở tại đây đó gì? Giống như những gì chúng ta học hồi nãy giờ, đó là ông không đi nếu chủ không sai. Người chủ là Abraham sai đệ tớ này đi đến tìm vợ cho con trai của mình. Anh chị em biết, tôi và anh chị em tìm vợ và tìm chồng cho con trai, con gái của mình là cực kỳ khó khăn. Đừng nói chi đến cái chuyện mà là tìm vợ cho cậu chủ anh chị em, mà ông lại già là ông đặt một cái tiêu chuẩn cực kỳ khó khăn. Hãy về dòng bà con ông ấy, mà ông này ông đâu biết dòng bà con ông là ông nào đâu, người nào đâu. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây, người đệ tớ này có một đời tớ trung thành với chủ của mình lâu năm. Chúa muốn tôi và anh chị em phải là những cái người phục vụ Chúa, không phải chỉ mang cái hình thức, mà là phục vụ Chúa một cái tấm lòng trung tín lâu năm ở trong nhà của Chúa. Anh em mà càng hầu được Chúa lâu năm nhiều chừng nào á, thì Chúa đặt để anh em vào trong những cái vị trí rất là cao ở trong công việc nhà của Chúa. Anh em được sự tôn trọng ở trong nhà của Chúa. Chúng ta thấy ít có người chủ nào mà khi giao những việc quan trọng cho những người mới. Phần lớn là giao những việc quan trọng cho những người đệ tớ cũ lâu năm mà trung thành. Số 2, Eliezer, ông đi nơi nào chủ sai. Chủ nói sao, con hãy đến bà con, dòng bà con của ta, chứ không hãy đến dân ngoại tìm một cô gái nào xinh đẹp. Có nghĩa là ông đi theo những cái gì mà cái người chủ sai đi mà thôi. Chúa nhắc nhở tôi và anh chị em hãy làm, hãy sống theo những cái gì mà Chúa hướng dẫn, Chúa sai phái chúng ta. Anh chị em đọc trong Thi Thiên đoạn 1 câu số 1 chúng thấy rất là rõ rồi. Chúa nói rằng phước cho người nào chớ theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường của tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhậu bắt. Đó là những cái nơi mà chủ không có sai. Và chủ sai ta đến đâu? Chúa Giêsu nói rằng ta đến vào nhà của người Israel, có nghĩa là Chúa được sai phái đến vào cái dân tộc của Ngài.
mỗi người chúng ta sẽ được Chúa sai phái cho một cái vùng đất, cho một cái nơi nào đó, để chúng ta trung tín phục vụ Chúa tới đó. Số 3, Eliezer là một người gì? Không làm gì khác hơn, chỉ làm theo ý chủ thôi. Số 4, Eliezer là một người thường cầu nguyện tạ ơn. Ông có một đời sống cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông nhận được cái mạng lệnh từ cái người chủ của mình là ông Abraham. Nhưng ông cầu xin Chúa cho ông gặp cái người theo lòng của ông chủ, ông cũng. Đây là một trong những người đệ tớ nhưng có một cái đời sống cầu nguyện thật là tốt. Chúng ta thấy ông thường xuyên cầu nguyện, đến đâu cũng cầu nguyện hết. Để chi vậy? Để xin Đức Chúa Trời hướng dẫn ông cái cách để ông tìm cái người vợ cho người chủ của mình. Nếu mà Chúa không hướng dẫn thì chúng ta cũng không làm gì. Khi anh em làm đầy tớ cho Chúa rồi, thân phận của mình là đầy tớ rồi, để cho Chúa đẹp lòng, để anh em làm việc Chúa mà theo ý của Chúa đó, anh em phải cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng ta làm cái gì để đẹp lòng Chúa. Không phải cái gì chúng ta có thể làm được hết, nhưng chúng ta có thể làm được một số việc. Nhưng nếu chúng ta làm đúng theo cái việc mà Chúa giao phó cho mình thì anh em làm việc rất là hiệu quả, rất là hiệu quả. Và chúng ta làm với cái tấm lòng gì? Hy sinh, tận hiến và nhiệt huyết nữa. Số 5, Eliezer, ông là một người Chúa cho có sự khôn ngoan để thành công. Sáng kia 24 từ 17 đến 21, Chúa dẫn dắt ông, cho ông cầu nguyện, cho ông có sự khôn ngoan để thành công. Anh chị em ơi, dầu chúng ta là một người đầy tớ, nhưng chúng ta cần phải có sự khôn ngoan của Chúa cho chúng ta, để chúng ta làm việc Chúa cho nó hiệu quả nhất. Nếu chúng ta làm việc Chúa mà chúng ta không có làm việc Chúa một cách hiệu quả nhất á, thì chúng ta phần lớn là chúng ta làm theo ý của mình nhiều hơn. Nếu chúng ta làm theo ý Chúa đó thì chúng ta sẽ thấy rất là hiệu quả. Số 6, Eliezer khi ông gặp cái người cô gái là cô đó sau này là vợ của Isaac đó, và ông đến gia đình của bà Rebecca đó, ông không bao giờ nói về mình, nhưng ông chỉ nói về chủ của mình và người con của người chủ mình thôi. Nếu tôi bạn xem là một người đệ tớ của Chúa thật thì chúng ta không có khoe mình quá khi chúng ta làm việc này việc kia cho Chúa, để anh chị em có một đời sống hầu việc Chúa một cách hiệu quả nhất. Số 7, Eliezer ông có một đời sống ông tỏ rõ cái ý định thật của chủ mình ra, chứ ông không có tỏ rõ cái ý định của mình. Ông chỉ nói cái ý định của chủ mình cho gia đình bên bà Rebecca mà thôi. Và chúng ta thấy cuối cùng sao? Cái người phụ nữ mà ông gặp, người đó trở thành người vợ của cậu chủ của mình. Và bà sẵn sàng làm theo cái điều mà ông nêu ra theo ý của Abraham. Khi tôi và anh chị em có một đời sống hầu việc Chúa với cái tinh thần đó là một đầy tớ của Chúa thật sự, thì chúng ta luôn luôn làm cho Chúa vui lòng và Chúa rất là hạnh phúc khi nhìn thấy chúng ta. Và Chúa nói chúng ta sao? Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, chúng ta sao? Được lắm. Về với Chúa, Chúa sẽ gặp chúng ta nói sao? Được lắm con. Chứ không phải là về với Chúa chứ nói sao? Ở kẻ gian ác kia, hãy đi ra ta không biết người. Đã làm ở trên trần gian này là cực khổ rồi, mệt mỏi rồi. Vì vậy Chúa phán câu nên. Thì anh em cảm thấy rất là đau lòng không? Bởi vì khi tôi và chị em trở thành người đệ tớ thật của Chúa đó, về với Chúa chứ nói sao? Ở đây tớ ngay là chúng tính kia được hết. Và Chúa nói rằng hãy đến và nhận sự vui mừng của chủ ngươi, và hãy đến nhận phần thưởng đi.
cái phước hạnh hay là cái điều mà vui sướng vô cùng là khi tôi và anh em về với Chúa đó, chúng ta được nhận cái phần thưởng. Phần thưởng ở đời này rồi nó sẽ qua đi. Những lời khen tặng hay những lời chúc phước từ con người cho anh chị em á, nó chỉ là tạm mà thôi. Nhưng khi chúng ta phục vụ Chúa với cái tinh thần tôi tớ của Chúa thật sự, chúng ta sẽ hầu việc Chúa trong cái sự vui mừng, trong sự bình an, trong cái hạnh phúc của chúng ta. Trong những ngày qua, có anh em nào hầu việc Chúa mà cảm thấy mình rất hạnh phúc không? Tôi thấy có một số anh chị em rất là cực khổ, là khi chưa có cái nhà thờ đó thì nhớ cái nhà bên kia đó là chúng ta không có cái mục cái chuyện là gì không? Quét nhà, lau nhà. Nhưng khi nhà thờ bắt đầu dời qua bên đây, các chị em phải quét nó rộng hơn, thời gian nó nhiều hơn. Và tôi thấy cái sự hy sinh, cái sự tận hiến của anh chị em, đó là tôi nhìn thấy. Còn Chúa trên trời chắc chắn Ngài sẽ nhìn thấy nhiều hơn nữa. Và tôi cảm ơn Chúa vì cái tinh thần phục vụ Chúa của tất cả anh chị em, không phải làm việc đó mà còn làm những cái việc khác nữa. Có thể có những anh em ở trong hội thánh, ở tại đây, anh em âm thầm làm việc Chúa nhưng mà người khác không biết. Có thể tôi không biết, hoặc có thể có một người nào đó không biết. Chúng ta thích hầu việc Chúa một cách âm thầm và lặng lẽ thôi. Hỡi chị em, cho dù chúng ta làm như thế nào, Chúa trên trời Ngài nhìn thấy hết. Và chúng ta làm mục đích là gì? Cho chủ chúng ta và cho cha chúng ta mà không. Và những anh em làm việc Chúa như vậy, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của Chúa ở trên trời. Chúng ta càng hầu vì Chúa, chúng ta thấy rằng cái là vui thích được phục vụ Chúa anh chị em. Rất là cảm ơn Chúa vì Chúa cho anh chị em mỗi ngày được lớn lên, mỗi ngày được kinh nghiệm Chúa và có tấm lòng phục vụ Chúa. Thật sự cái mức độ hầu vì Chúa của chúng ta tại đây nó cũng còn mức độ thôi. Nhưng có những cái nhà thờ anh chị em, hoặc là có những cái trung tâm cai nghiện đó, là tinh thần của anh em hầu vì Chúa tại đó xuyên suốt nhiều lắm. Nhưng nếu chúng ta hầu vì Chúa mà không có sự dạy dỗ lời của Chúa đó, thì chúng ta sẽ hầu vì Chúa với tinh thần nó đầy rẫy sự ganh tị và hận thù ghen ghét, rồi thậm chí nó đầy rẫy những cái sự khoe khoang và những cái sự đố kỵ lẫn nhau. Nhưng nếu chúng ta nhận biết mình là một người đệ tử Chúa thật sự hầu vì Chúa để Chúa đẹp lòng á, thì chúng ta sẽ gạt bỏ hết tất cả những điều đó. Chúng ta hầu vì Chúa không phải vì tư lợi, không phải vì sự ghen tị, không phải vì muốn được hơn người, nhưng chúng ta hầu vì Chúa vì cớ chúng ta yêu Chúa, vì cớ chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta phục vụ Ngài. Khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta được ơn trước mặt Chúa, chúng ta được Chúa thương xót và giải cứu chúng ta rồi, bây giờ chúng ta đền đáp công ơn của Chúa và chúng ta hầu vì Chúa, đó là cái phước hạnh vô cùng anh chị. Chúng ta thấy có rất nhiều người ngày hôm nay khi họ trước đây làm nô lệ cho ma quỷ, cho bệnh tật, cho sự nghiện ngập, bây giờ khi họ trở thành người hầu vì Chúa, họ hầu vì Chúa mà họ không có nhận bất cứ đồng bạc nào, thậm chí họ làm công việc Chúa mà họ không bao giờ quan tâm đến cái chuyện người ta khen họ hay không, người ta có chú ý họ hay không, họ chỉ âm thầm lặng lẽ phục vụ Chúa mà thôi. Hội thánh của chúng ta tại đây đó không có chăm sóc cho những người nghiện, cũng không có chăm sóc cho những cái người bị tâm thần. Cái mức độ một cái điểm nhóm, một cái trung tâm mà chăm sóc cho người nghiện, cho người tâm thần anh chị em, cực kỳ khó khăn. Hội thánh chúng ta là chưa có cái mục vụ đó, nhưng mà tôi là cái người đi dạy cho những cái trung tâm, cho những cái mục vụ, thấy những cái người mà chăm sóc anh chị em mình đặc biệt trên lĩnh vực đó là họ phải thức ngày thức đêm để chăm sóc. Có một lần ngày hôm kia tôi xuống Cà Mau, tôi xuống dưới á, tôi có gặp một anh này. Anh này anh kể thế này, một siêu biết không, cái ngày mà tôi đến cái nhà thờ này á, là ngày đó tôi không biết chân. Anh này anh nghiện đá đến nỗi anh bị tâm thần anh xem, gọi là không biết gì đó. Rồi gia đình của anh á là
đưa vào trong bệnh viện, đưa trong các trại rồi, có nghĩa là không còn cách nào hết trơn á, phải cho anh về nhà. Cho anh về nhà để anh chết, chứ không phải là cho anh về nhà để anh hết. Tại vì anh giống như là bị tâm thần rồi, không còn biết gì hết. Họ xiềng tay xiềng chân anh lại, rồi họ cột anh trong cái góc nhà thôi, chờ anh chết. Họ nghe đồn là ở tại cái chỗ đó có một cái điểm tinh lành, rồi họ mới chở anh này đến. Khi chở anh này đến thì họ thấy quá rồi, họ không có mở chối ra, và họ cột anh vô cái nhà luôn. Lúc này thì họ cầu nguyện, họ cắt cơn, họ cầu nguyện rồi họ giải cứu. Được tuần lễ sau, cái anh này anh tỉnh tỉnh lại. Anh tỉnh tỉnh lại cái đầu, anh nói với hai anh chăm sóc kia, nói thả tôi ra đi. Anh năn nỉ một hồi, cái hai bạn kia thả. Mới vừa thả ra cái ông quánh hai bạn kia xịt máu luôn. Anh chị em biết á, làm cái công tác về phục vụ Chúa đó nha, để cho nên cho những người đó đó. Thậm chí đôi lúc anh chị em phải gặp cái hiểm họa vì mình đó cho anh em. Đôi lúc mình cũng phải bị bầm dập luôn á. Sau một thời gian thì cái anh này anh được Chúa giải cứu và được Chúa chữa lành. Thì ngày hôm cách đây mấy ngày tôi gặp anh dạy dỗ anh ở đó đó, thì anh có làm chứng lại, nói rằng là cảm ơn Chúa, cảm ơn anh em ở tại đây đã cung mang, đã chịu khổ để giúp cho anh trở thành cái người hết bệnh và hết nghiện, hết ngáo luôn. Hết nghiện mà hết ngáo anh em, nói chuyện giỡn đâu đó. Bây giờ anh là người rất là bình thường, chỉ nói chuyện hơi đớt thôi, tại vì đá làm nhiều quá đứt dây thần kinh chân, nói chuyện hơi đớt chút xíu. Nhưng mà anh lại có một tấm lòng rất là sốt sắng phục vụ Chúa. Anh chở tôi đi ăn người, chở tôi đi uống người, anh lo công việc phục vụ. Giống như tôi ra chạy chỗ mục sư Trung hay là chỗ mục sư Lê Minh Phương cũng vậy. Tôi nhìn thấy rất nhiều anh chị em trước đây, anh chị em họ phải nói rất là khủng khiếp. Sau đó tôi gặp một anh này, anh nói thế này nè: mục sư biết sao không? Trước đây con đâu có thích ở dưới đất đâu, con chỉ thích ở mấy nhà thôi à. Ủa cái nó không chửi đó, nó đòi lên mấy nhà ở vậy đó. Đừng ngáo quá rồi không biết gì, chân chỉ chèo lên mấy nhà thôi. Có đứa thì chèo lên một điện, có đứa thì chèo cây la sùm. Còn ở dưới kia có một anh em là mới vô. Anh em biết cái cống không? Cái cống người ta đang rước gọc đó. Cái cống nhỏ vậy nè, nó ngáo lên thì mình xích về vậy, nó chu vô cống đó, bắt ốc nè. Không biết gì. Vậy đó mà anh chị em biết, bước vào trong ngòi thánh, cầu nguyện, rồi giải cứu, rồi dạy dỗ, mà đến ngày hôm nay trở thành cái người hầu việc Chúa. Anh em biết cái công sức của những cái đệ tớ của Chúa, họ cực khổ là như nào, phải không? Rồi hỏi anh chị em nè, anh em có mặt ngồi tại đây đi, anh em hãy nhìn hình dung trước đây mình như thế nào. Có tàn tạ lắm không? Có tệ lắm không? Đỡ hơn mấy ngắn thôi, nhưng mà anh em cũng đâu có thua gì ai đâu, phải không? Khi nhìn lại những ngày vừa qua mà anh em ngồi bình thường ở đây để mà học kinh thánh á, mà nghe tôi chia sẻ và đặt cầu nguyện như vậy, trong thời gian vừa qua anh chị em biết rằng cái mức độ, cái sự hy sinh, sự chịu khổ của những cái người đi trước mình dành cho mình như thế nào, anh biết rồi đó. Thì sau này khi anh chị em trở thành người học của Chúa, làm con tớ của Chúa, sẽ có những người đến sau chúng ta, họ đã từng trải qua những cái đau khổ giống như chúng ta, họ thậm chí đã từng bị nghiện ngập, bị sự buông bỏ của xã hội. Khi bước vào trong hội thánh, anh chị em là người được Chúa giải cứu đi trước, thì chúng ta cũng phải có cái tinh thần tôi tới được phục vụ những người đó. Phục vụ Chúa là ai anh em biết không? Là phục vụ anh em mình đó, chứ không phải là tôi vô nhà thờ tôi nói tôi phục vụ Chúa, tôi phục vụ Chúa ngã lăn ra rồi cầu nguyện rồi tỉnh lại cũng phục vụ Chúa ngã lăn ra rồi cầu nguyện. Không phải. Phục vụ Chúa là tập đến những anh chị em, những người có hoạn nạn, những người đau khổ, những người mà bị quắt khúc cùng đi, và chúng ta phải trở thành người gì? Hy sinh và tận hiến giúp đỡ cho. Phục vụ Chúa là phục vụ những người đó. Và Chúa muốn nhìn cái sự phục vụ chúng ta, và Chúa đã cho chúng ta hình ảnh của cái người chăn, và Chúa đã liệt kê về dê và chi. Hôm trước tôi có chia sẻ một người con cái của Chúa thật đó, là người có tinh thần phục vụ, là người được gọi là chiên. Người có tinh thần chỉ thích
là người bình thường thôi, không làm gì cho Chúa chân á, thì bị liệt kê là gì? Gì? Nó tới công việc Chúa là không có mặt mình. Là gì? Tôi hỏi chị em nè, anh chị em thích mình là dê hay là chiên? Kinh Thánh đó, chỉ nói rằng dê thì để bên, còn gì? Chiên thì để một bên. Và tôi và anh chị em là chiên của Chúa, chứ không phải là dê của Chúa. Mà nếu ai hỏi chúng ta anh là cái gì của Chúa, người ta nói chúng ta là anh là dê phải không? Thì anh sẽ làm như thế nào? Sẽ phản kháng đi, sẽ khó chịu đi. Nếu là chiên thật của Chúa rồi, anh em phải biết cái tinh thần tôi tới phục vụ. Thấy Chúa đói thì phải làm sao? Làm gì? Cho Chúa ăn. Cho chết đói luôn em. Cho Chúa ăn. Không. Đói thì cho ăn. Thấy Chúa khác như thế nào? Rồi thấy Chúa trần truồng. Mình thấy Chúa bị tù đại, thâm quyến. Ý Chúa nói rằng khi thấy anh em mình bị như vậy đó, là chúng ta phải có tấm lòng hy sinh, quặn thắt, giúp đỡ những người đó. Hội thánh của Chúa ở đây có một số anh em những ngày qua bị bệnh mà tôi không có thời gian đi thăm viếng được. Khi anh em biết anh em mình nằm ở trên giường bệnh, anh em mình nên liên hệ và đến thăm nhau liền. Và tôi cũng khuyên thế này, anh chị em cũng nên cho biết cái thông tin, cho mọi người biết thông tin thế này là gia đình tôi có gì để anh em biết quan tâm. Nhưng mà điều đặc biệt là gì? Nhiều khi anh em nhắn tin gọi cho tôi và tôi không có nhà, tôi đang đi huấn luyện ở xa, không có về thăm anh em được. Thì anh em đừng có buồn mà đừng có trách, nó rằng một sư biết mà ông không đến nhà thăm tôi chứ. Có những anh em họ thay mặt tôi đến thăm anh em thì anh em cũng nên mở lòng tiếp họ, được không anh em? Ví dụ tôi không đến thăm anh em được thì có anh Tư hoặc là có anh Sáu To, có anh Thái Tùng, có tất cả những anh em khác đến thăm anh em, họ giống như là đại diện tôi đến thăm anh em. Nếu đến thăm anh em rồi thì anh em cũng phải cảm ơn Chúa, và anh em cũng phải gì, cũng đừng có buồn, đừng có giận, mà đừng trách anh em, mà đừng trách tôi. Chính vì đó tôi và anh chị em hầu việc Chúa, nhưng mà chúng ta không phải chỉ là cái người lúc nào cũng nhờ người ta đến chờ đó đến để chăm sóc mình hoài. Anh em phải là người đi chăm sóc người khác. Chúng ta có thích ngồi đó chờ người ta đến thăm mình không? Ở đây có ai cảm thấy mà mấy tháng họ ngay thăm tôi cảm thấy buồn không? Hôm trước tôi mới nói đó, có một thời gian anh chị em biết gần hơn nửa năm tôi không có xuống Ba Chi. Tự nhiên có mấy đứa thanh niên xuống lên, tự nhiên lên nhà tôi thăm tôi. Tôi hỏi lý do tại sao hôm nay thăm tôi. Dạ lâu quá một sư không xuống anh thăm tụi em đến thăm. Có nghĩa là sao? Nhiều khi mình không có đến với họ được, nhưng mà họ lại là người gì đến với mình. Cũng làm tôi bị cảm động anh chị em. Thật sự cái công việc của hội thánh của chúng ta tại đây á, là nó rất là rộng và nhiều nơi. Một tháng tôi ở nhà với anh em chỉ có 1 tuần hoặc là 2 tuần thôi, chứ không ở suốt được. Và anh em mới cầu nguyện cho tuần sau tôi phải đi qua hòn đất Phú Quốc rồi. Có nghĩa là công việc tôi phải đi thường xuyên. Nhưng đó ở nhà sẽ có những anh em, chúng ta là những người trưởng thành, những người mà đã được Chúa cho mình kinh nghiệm, Chúa được giải cứu rồi, chúng ta nên quan tâm với những anh em khác với cái tinh thần của một người tôi tớ thật của Chúa. Khi bất cứ anh chị em nào trong một thánh có nhu cầu nào, chúng ta biết và chúng ta đến và chúng ta quan tâm anh chị em. Anh chị em biết nhiều khi cái ngày lễ lọc của anh em mình, cái ngày làm tang đi, gia đình anh em mình có tang chết, sự có mặt của chúng ta nó đang sự khích lệ cho anh em chúng ta biết. Tại sao vậy? Tại vì cái ngày tang chế là dân ngoại họ nghỉ chơi chúng ta, họ không có thích chúng ta. Mà anh chị em là con cái của Chúa nhau mà chúng ta không đi đến dự lễ tang của người thân của anh em mình đó, thì sao không? Làm cho anh em mình cảm thấy rất là buồn và cô đơn. Ở đây tôi không phải nói về cái tang lễ của mẹ thì Dũng, nhưng mà tại vì gia đình đó là làm lễ tang theo nghi thức của người ngoại.
Nhưng tôi nhắc nhở anh em, nếu anh em không có đi, không có đáp ứng, không có làm điều đó, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng đó là khi nhà mình có tan chế mà cứ chắc anh em là không đến với nhà của mình. Chú cũng vậy, chúng ta là gì? Muốn người khác làm cái gì cho mình thì phải làm sao? Hãy làm cho người ta trước đi. Và xin Chúa cho tôi và anh chị em hãy trở thành cái người đầy tớ và người đầy tớ thật của Chúa. Và chúng ta sống để đẹp lòng Chúa trong những ngày sắp tới. Amen. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Xin Chúa Ngài dùng lời của Ngài muốn nắng chúng ta, giúp chúng ta trở thành một người đầy tớ, ngay là một trung tín, trở thành một người đầy tớ đẹp lòng Chúa. Dù chúng ta bị đối diện như thế nào, chúng ta cũng trưởng thành và kết quả trong Chúa. Và xin Chúa Ngài lội ra khỏi trong tư tưởng chúng ta những điều sai trật, những cái điều gì mà cái đề tớ này biến nhát, đề tớ khoe khoang ích kỷ, đề tớ kiêu ngạo. Xin Chúa Ngài cất ra khỏi điều này các bạn. Xin anh chị em hiệp ý với tôi cầu nguyện. Cha, cảm ơn Chúa về ơn lành ngày ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin Chúa Ngài bẻ gãy cái sự biến nhát, bẻ gãy những cái lưng ngăn trở để khiến chúng con không thể nào trở thành một người đệ tớ nghe lành được. Xin Chúa cho chúng con thấy được cái giá trị của một người hầu việc Chúa như thế nào. Và chúng con biết rằng cái tinh thần hầu việc Chúa phải là tinh thần thật chứ không phải là giả tạo. Ngài cho chúng con trưởng thành hơn ở trong Chúa. Để những ngày sắp tới chúng con hết lòng phục vụ Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Chúa Ngài ban phước cho chúng con. Hết thảy chúng con trở thành người đệ tớ đẹp lòng Ngài. Cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ cầu nguyện chung. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được đến ở đất cũng như nơi trời. Xin chúng con hãy đem lòng ngày này, xin tha tội của chúng con, như chúng con thoát em lòng tội của chúng con. Xin chúng con vì nước quyền giữ của Cha đời vô cùng. Amen. Chúa Giêsu Christ trở lại. Cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.